Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo là chương trình thời sự 15 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 3 tháng 8, huyện Văn Bàn tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025. Theo thống kê sơ bộ, Văn Bàn có 442 hộ gia đình đang sống trong những ngôi nhà tạm, nhà rột nát, đa phần là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt, không có khả năng tự sửa chữa, cải tạo nhà ở. Để giúp các gia đình này có điều kiện ổn định cuộc sống, hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Bàn kêu gọi sự chung tay, giúp sức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Ngay tại lễ phát động, huyện Văn Bàn đã tiếp nhận được hơn 1 tỷ đồng ủng hộ phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Huyện trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ gia đình và khởi công xây dựng nhà ở cho 3 hộ nghèo tại xã Khánh Yên Thượng và thị trấn Khánh Yên. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi hành án dân sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Simacai. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai một số nội dung cơ bản của chỉ thị số 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại cộng đồng trong tình hình mới và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh. Được truyền đạt các chuyên đề công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của lực lượng công an nhân dân, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua hội nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác này ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời Bác dạy, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát còn chú trọng làm tốt công tác dân vận, tập trung hướng mạnh về cơ sở với những việc làm cụ thể thiết thực. Qua đó thắt chặt nghĩa tình gắn bó quân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương. Những đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận về xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất như thế này được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát tổ chức thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội và phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ riêng nửa đầu năm nay, qua công tác dân vận đã hỗ trợ các xã bê tông được gần 3 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 2 nền nhà văn hóa, 3 phòng học và chỉnh trang nhà cửa cho 5 gia đình. Từ đó củng cố mối quan hệ quân dân, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân. Cũng rất là cảm ơn vì đã có các anh chú bộ đội này, đã có các anh đoàn viên thiên niên này, rồi có những đồng chí cán bộ xã này rồi giúp em ạ. Đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì luôn luôn hăng say và phấn khởi, giúp đỡ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mang tâm huyết là người chiến sĩ, là người cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam, giúp đỡ bà con. Để công tác dân vận phát huy hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị với công tác này. Thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình dân vận khéo. Ngày thứ Bảy vì dân, hành quân xanh gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng. Chúng tôi thường xuyên tiến hành là trong các đợt huấn luyện, trong các đợt là luyện tập diễn tập, các đợt là tham gia cùng nhân dân khắc phục bão lũ, cháy rừng. Qua đó để cán bộ chiến sĩ nâng cao hơn về trách nhiệm của người cán bộ, người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân và từ đó để tăng cường thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa người chiến sĩ trong quân đội với nhân dân. Với những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, cùng địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Hơn 3,8 tỷ đồng là tổng kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Trong đó hơn 1 tỷ 950 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công cấp tỉnh, cấp huyện, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng. Nguồn vốn này sẽ được tập trung để phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành nghề có tiềm năng, thế mạnh và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu như chế biến nông lâm sản, dược liệu, đồ thủ công mỹ nghệ. Để đề án mang lại hiệu quả, ngành công thương đang tập trung rà soát, tham mưu cho tỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách, hỗ trợ các đề án khuyến công nhóm, đề án khuyến công điểm, đề án liên kết chuỗi giá trị, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khuyến công với công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường.
Huyện Bảo Thắng có hơn 155 hecta na, tập trung chủ yếu tại các xã Xuân Quang, Thái Niên, Phong Niên. Sản lượng bình quân đạt trên 15.000 tấn trên một năm. Với giá bán tại vườn thời điểm chính vụ từ 40 đến 60.000 đồng một kg, còn na cháy vụ cao hơn từ 10 đến 15.000 đồng một kg, cây na đã mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Để nâng cao giá trị kinh tế cây na, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Thắng phối hợp với các địa phương đồng hành hỗ trợ các cuộc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm giải vụ để giải quyết hiệu quả bài toán được mùa mất giá, thực hiện canh tác theo hướng an toàn sinh học. Hiện toàn huyện có 30 hecta na đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 3 sản phẩm na đạt sao OCOP. Bảo Thắng cũng quy hoạch và mở rộng vùng trồng để hình thành vùng sản xuất chuyên canh na hàng hóa quy mô lớn. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Lào Cai có trên 61.000 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm hơn 71%. Việc tăng cường tiếng Việt cho các em được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Đến nay, 100% trường đã xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt thông qua thư viện đa năng, thư viện xanh, thư viện di động, tổ chức hội trại đọc, tăng cường hoạt động trải nghiệm, ngày hội cha mẹ học sinh cùng con học tiếng Việt. Trong năm học, ngành giáo dục cũng tổ chức hội thi viết đúng, viết đẹp, kể chuyện tiếng Anh, tiếng Việt từ cấp trường đến cấp tỉnh nhằm nâng cao năng lực và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Cùng với đó, ngành tăng tỷ lệ huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp để tăng cường tiếng Việt, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em trước tuổi đến trường. Dạy tăng cường tiếng Việt từ 2 đến 4 tiết một tuần cho học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vâng, thưa quý vị và các bạn, xác định nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Các địa phương tùy vào điều kiện thực tế đã linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai các mô hình và đang phát huy hiệu quả, góp phần cải tạo, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân nông thôn, ghi nhận tại huyện Mường Khương. Đều đặn vào mỗi buổi cuối tuần, chị Hồ Thị Hoa và bà con thôn Na Nối cùng nhau làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, cắt tỉa cây xanh. Khuôn viên gia đình cũng được dọn dẹp sạch sẽ để có môi trường sống tốt hơn. Khi được thông báo ở trên Zalo ấy, thì đến ngày chúng tôi đi làm công tác là dọn vệ sinh môi trường làng xóm, quét đường, dọn vệ sinh môi trường làng xóm thì cho nó sạch đẹp. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo họp thôn, cũng tuyên truyền trên Zalo trên nhóm để bà con làm sao mà thực hiện cái vệ sinh môi trường, nhất là cái vệ sinh môi trường của cái chuồng trại, thứ hai là cái vệ sinh những cái bao bì của cái thuốc thực vật. Để duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, xã Bản Sen triển khai nhiều giải pháp phù hợp, trong đó đề cao trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội nhằm xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, từ đó tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Cùng với lại cấp ủy chính quyền thì các bí thư chi bộ cũng như là các đồng chí trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận cũng đã tích cực vào cuộc trong cái công tác tuyên truyền tới người dân ở trong địa bàn thôn cũng như là trên địa bàn xã Bản Sen. Xác định nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan đóng vai trò quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, huyện Mường Khương chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, phát động các phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cơ quan, trường học, thu gom xử lý rác thải và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố đạt chuẩn. Đến nay, Mường Khương có 2.204 hộ gia đình tham gia mô hình nhà sạch vườn đẹp, 4.800 trên 9.853 hộ có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện các cái chỉ tiêu về nông thôn mới, đặc biệt là chỉ tiêu số 17, tiêu chí số 17 về môi trường nông thôn thì huyện đã có những chỉ đạo rất là quyết liệt, đặc biệt là cái quan trọng nhất là làm thế nào để nâng cao cái nhận thức của cái người dân. Trong thời gian vừa qua thì cái môi trường nông thôn nói chung và cái môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đang chuyển biến. Từ những giải pháp phù hợp và hiệu quả, ý thức bảo vệ môi trường của người dân dần đi vào nền nếp. Cảnh quan môi trường nông thôn ở vùng cao Mường Khương nói riêng, của tỉnh nói chung được cải thiện, ngày càng có thêm những vùng quê đáng sống. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2024-2025. Trong đó yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, tổ chức cung ứng sách giáo khoa cho học sinh đầy đủ kịp thời trước khai giảng, đồng thời phát huy cao nhất vai trò tự chủ về chuyên môn của giáo viên, cơ sở giáo dục trong việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.
tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng. Đối với các nhà trường cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Riêng khối trung học phổ thông cần tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức kỹ năng về lựa chọn nghề nghiệp và nhập. Hiện trên mạng xã hội đang xuất hiện tình trạng giao bán thuốc thần dược có tác dụng chữa bệnh nhanh, hiệu quả cao. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo là tạo lập các tài khoản mạng xã hội ảo, đăng bài quảng cáo về các loại thuốc thần dược với giá cao, nhưng trên thực tế không có giá trị chữa bệnh như quảng cáo. Trong đó nhiều trang không có địa chỉ liên hệ, chỉ có số điện thoại để tư vấn. Tinh vi hơn, các nhóm đối tượng này còn thực hiện chiêu trò giảm giá cho người già, người nghèo, người bệnh nặng, đánh vào tâm lý thích khuyến mãi của một số người. Trước thực trạng trên, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện mua bán thuốc trên mạng xã hội, nhất là với các loại thuốc đặc trị không rõ nguồn gốc. Người dân khi có bệnh cần đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, kê đơn thuốc phù hợp. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, tỉnh Sơn La đang tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ, chế biến đa dạng sản phẩm. Phấn đấu hết năm nay, toàn tỉnh sẽ có 308 chuỗi cung ứng nông sản thủy sản an toàn. Để khi thực hiện mục tiêu này, Sơn La đang tăng cường tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản, chú trọng việc duy trì và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, quy trình quản lý chất lượng tiên tiến đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm như Việt Gap, Global Gap. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Nga đã tăng thuế nhập khẩu đối với hoa và đồ uống có cồn từ các nước không thân thiện, trong đó có Mỹ, Canada và các nước Liên minh châu Âu, EU. Theo nghị định mới, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, hoa và đồ uống có nồng độ cồn trên 9% sẽ chịu mức thuế 20%. Bên cạnh đó, Nga cũng tăng thuế nhập khẩu rượu vang và rượu Vermouth từ 20% lên 25%. Bộ Nông nghiệp Nga cho rằng việc tăng thuế nhập khẩu hoa sẽ giúp tăng thị phần hoa được trồng trong nước và nhập khẩu từ các nước thân thiện. Theo thống kê năm ngoái, Nga đã thu hoạch được hơn 393 triệu bông hoa và sản lượng hoa ở Nga trong 5 năm qua đã tăng 1,5 lần. Xung đột vẫn đang tiếp diễn tại khu vực dải Gaza đã khiến nhiều người dân khu vực này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng. Thời gian gần đây, tình trạng vệ sinh xuống cấp, thiếu nguồn nước sạch và các sản phẩm vệ sinh đang gây ra các bệnh ngoài da nghiêm trọng cho trẻ em tại đây, tiếp tục trở thành gánh nặng cho hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ ở Gaza. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có hơn 100.000 trường hợp mắc bệnh ghẻ và 65.000 trường hợp phát ban trên da đã được ghi nhận tại Gaza kể từ khi xung đột nổ ra. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 17 người khác mất tích do lũ quét và lở đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Người dân đã được thông báo sơ tán chỉ 10 phút trước khi xảy ra lũ quét và hơn 900 người đã tới nơi an toàn. Hiện nhà chức trách đã điều gần 300 lính cứu hỏa và hàng trăm công nhân xây dựng tham gia cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn trong đêm và lở đất làm gián đoạn tuyến quốc lộ. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều quán cà phê ở Hà Lan dần chuyển sang mô hình câu lạc bộ ngoại tuyến dành cho những người muốn cai nghiện kỹ thuật số. Đến đây, khách hàng sẽ không được phép sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hay laptop, mà thay vào đó là tận hưởng trọn vẹn vị ngon của thức uống, trò chuyện với những người xung quanh và tham gia vào các hoạt động giúp phát triển bản thân. Đối với nhiều người, điện thoại thông minh là thứ không thể thiếu, nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát việc sử dụng nó một cách hợp lý. Tình trạng nghiện điện thoại và đầu tư quá nhiều vào các mối quan hệ trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt cảm xúc và xã hội. Do đó, những không gian như quán cà phê Branch đang góp phần giúp mọi người hướng đến lối sống lành mạnh hơn. Mô hình câu lạc bộ ngoại tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến ở Hà Lan và nhiều nước khác trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.